ôn luyện, 120 tình huống mô phỏng lái xe, cách xử lý các tình huống khó, trong chương 2. Các bạn lưu ý, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các bạn, trong việc tiết kiệm thời gian, truy cập nhanh chủ đề tình huống cần tìm. Trong phần mô tả bên dưới video này, mình đã phân đoạn mốc thời gian cho từng chương, cũng như từng tình huống cụ thể. Các bạn chỉ việc nhấn vào mốc thời gian, có màu xanh, ghi ở đầu mỗi chủ đề tương ứng. Hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn ngay lập tức. Các bạn nhớ tải các file hình ảnh về để tham khảo khi thực hành ôn luyện, tại đường link ở phần mô tả của mỗi video, làm như vậy sẽ giúp các bạn thực hiện nhanh, chính xác và tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Trong 14 tình huống của chương 2 có 9 tình huống khó, gồm các câu 30, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 41 và 42 bây giờ, chúng ta bắt đầu nhé. Lưu ý nhận diện tình huống, để không nhầm lẫn với tình huống khác. Tại giây thứ 6, các bạn sẽ thấy hình mờ của hai con bò, phía bên phải đóng rơm. nhấn phím cách. Khi phần đuôi con bò vừa qua khỏi đống rơm. Tại dây thứ bảy, các bạn sẽ thấy bóng mờ của một con bò, phía bên phải đóng rơm. Chú ý, đóng rơm đầu tiên bên trái đường và cột A. Nhấn phím cách khi cột A che khuất 3 phần tư đóng rơm. nhận diện sự khác nhau ở tình huống 32 và 33, tình huống 32, có xe ngược chiều. Tình huống 33 thì không có. Chú ý, góc dưới tường màu vàng bên phải và đỉnh tạp lô xe. Nhấn phím cách, khi góc dưới bức tường vừa chạm đỉnh tạp lô xe. nhận diện sự khác nhau ở tình huống 32 và 33, tình huống 33, không có xe ngược chiều xuất hiện. Chú ý, phần cuối cùng hàng rào xanh và cạnh phải màn hình. Nhấn phím cách khi phần cuối cùng của hàng rào xanh vừa khuất cạnh phải màn hình. nhận diện sự khác nhau ở tình huống 36 và 37, tình huống 36, có ô tô ngược chiều xuất hiện. Chú ý, người đi xe đạp và cột A. Nhấn phím cách khi người đi xe đạp vừa qua khỏi cột A. nhận diện sự khác nhau, ở tình huống 36 và 37, tình huống 37, không có ô tô ngược chiều xuất hiện. Chú ý, người đi xe máy. Nhấn phím cách, khi bánh trước xe máy, sắp khuất gốc tường rào. chú ý cột điện ở đầu giải phân cách và cạnh phải màn hình nhấn phím cách khi chân cột điện vừa chạm cạnh phải màn hình chú ý, gốc cây ở góc đường phía trước và cạnh phải màn hình. Nhấn phím cách khi gốc cây vừa chạm cạnh phải màn hình. Chú ý, người đi xe máy phía đường bên phải. Nhấn phím cách khi xe máy ở giữa hai cột đèn màu đen ở góc đường. Chúng ta vừa thực hành xong, chính tình huống khó của chương 2. Trong 20 tình huống ở chương 3 có 8 tình huống khó, gồm các câu 44, 45, 46, 49, 53, 54, 62 và 63. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.